Hello everyone, how are you today? Yes, that sounds good. Okay, I'm fine, thanks. Okay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học bài học số 6 nha các bạn nhỏ. Okay, first of all, now listen and repeat after me. First of all là lúc đầu thì các bạn sẽ nghe và lặp lại theo cô nhé. Okay, continue. Now let's listen and repeat. Bird, bird, bear, bear, hippo, hippo, crocodile, crocodile, tiger, tiger. Okay, so now you don't look at the words and you look at the picture and then tell me animal that when I point. Hippo, tiger, crocodile, bird, bear. Very good. Okay, and number two. Okay, look at number two and you see this is the photo of three kids and they are playing the animal. So you can stick about the name of the animal. Okay, for example, this is tiger and you stick the tiger here. Okay, các bạn nhỏ sẽ lật ra sau cuốn sách để các bạn sẽ lấy những cái sticker này. Các bạn nhìn vào đây, đây là tiger thì các bạn sẽ dán cái chữ tiger vào nhé. Okay, and this is bird, crocodile, bear, hippo. Okay, so we finished about the animal. So let's move to lesson 2 with the song and grammar. Okay, so now look at the song and grammar. You will listen and then after that you will point and say check the missing piece of the jigsaw. Okay? Và các bạn ơi, các bạn sẽ phải nghe và các bạn phải đưa check là các bạn phải tích vào trong cái hình nào mà hình đó nó bị thiếu chỗ này. Chỗ này còn thiếu một bức tranh nữa thì các bạn nhìn vào đây trong bốn bức tranh này đâu là cái hình thiếu nhé. Okay, so now let's listen. Listen and sing. Ok, vậy thì sau khi nghe các bài hát thì các bạn sẽ nghe một cái câu hỏi là gì nào? What are they? Tức là chúng là ai? Vậy thì cái đầu tiên của mình sẽ là chúng là ai đây? Tigers. Tức là ở đây có hai con tiger thì các bạn phải đọc là tigers. Ok, từ hai con trở lên số nhiều nên con phải có cái âm S phía sau cái từ vựng đó nhé. Tigers. Very good. Và tiếp theo sẽ là gì nào? Birds. Birds, các bạn thấy ở đây rất là nhiều con chim nên các bạn sẽ đọc ở đây là birds. Okay, now move to the next animal. What are they? They are hippos. Okay, they are hippos. And what are they? They are bears. Vậy thì các bạn thấy hippo có rồi, tiếp theo tiger cũng có rồi và bears cũng có, bird cũng có rồi. Vậy thì còn thiếu ai đây? Yeah, crocodile. Vậy thì các bạn sẽ tích vào cái hình còn thiếu. Vậy thì cô sẽ mang cái hình còn thiếu này vào đây nha các bạn nha. Okay, so finish. Nhưng mà bây giờ cô muốn hướng dẫn các bạn nhiều hơn nữa. Ví dụ bây giờ cô sẽ hỏi các bạn, cô chỉ vào hình này, cô hỏi what are they?
thì các bạn sẽ trả lời cho cô là gì nào? They are tigers. Ok, so now listen and repeat after me. Các bạn nghe và lặp lại theo câu nào. What are they? What are they? They are tigers. They are tigers. Very good. What are they? What are they? They are hippos. They are hippos. Okay. What are they? They are birds. They are birds. What are they? What are they? They are bears. They are bears. Okay. Vậy thì các bạn đã biết trả lời cái câu hỏi là what are they? Vậy chúng là ai vậy? Chúng là gì? Chúng là những con gì vậy? Thì mình đã biết những cái con vật đó nói bằng tiếng Anh như thế nào và các bạn đã trả lời được rồi. Vậy thì bây giờ cô vừa hướng dẫn các bạn thêm một cái mẫu câu hỏi nữa. Ví dụ như câu hỏi là how many tigers can you see? Ví dụ câu hỏi how many tigers can you see? Thì con sẽ trả lời là I can see two tigers. I can see two tigers. How many hippos can you see? I can see one, two, three. Three hippos. How many bears can you see? I can see two bear. One, two. How many birds can you see? I can see one, two, three, four, five, six. And seven birds. And one more question. How many fish can you see? I can see one, two, three, four, five. Vậy thì khi mà cô nghe, các bạn nghe câu hỏi là how many, thì các bạn hãy hỏi là biết là cô đã hỏi các bạn là bao nhiêu. Ví dụ cô hỏi là how many tigers can you see? Tức là bạn có thể thấy được bao nhiêu con gì nào, con hổ. Thì các bạn trả lời là I can see two tigers. Các bạn có hiểu cách hỏi và trả lời của cái đoạn này chưa nào? Ok, vậy thì mai mốt cô hỏi các bạn về số lượng, cô sẽ hỏi là gì nào? How many? Ok, vậy thì bài học hôm nay của chúng ta đã hết rồi. Cùng nhau ôn tập lại một số động vật này và chúng ta sẽ đi vào sở thú và chúng ta sẽ biết được rằng là những con vật này là tên gì bằng tiếng Anh nhé. Ok, bây giờ cô hỏi và các bạn trả lời nha. What are they? Very good. What are they? Good job. And what are they? Very good. One more. How many tigers can you see? Very good. How many hippos can you see? Excellent. How many bears can you see? Good job. How many birds can you see? Very good. How many fish can you see? Very good. Vậy thì hôm nay chúng ta đã học được hai mẫu câu luôn rồi, là what are they và how many. Cô chúc các bạn ở nhà các bạn xem video của cô và thực hành cùng với cô nhé. Thanks for watching.